Kính thưa quý vị, tàu sân bay của Trung Cộng đã đi qua eo biển Đài Loan. Tàu sân bay Sơn Đông đã di chuyển cách đảo Kim Môn của Đài Loan và dễ dàng kiểm soát vào khoảng 50 km ngay trước cuộc điện đàm của lãnh đạo Trung Hoa và Hoa Kỳ. Tàu sân bay Sơn Đông, mã hiệu là CV-17, đã xuất hiện ở phía tây nam của đảo Kim Môn lúc 10 giờ 30 sáng hôm nay. Một hành khách trên máy bay dân sự đã chụp được một ảnh trên chiến hạm. Nguồn tin giấu tên trong lực lượng phòng vệ Đài Loan nói với Reuters, tàu khu trục USS của Johnson, Hoa Kỳ đã bám đuôi tàu Sơn Đông trên một phần hành trình. Chiến hạm Trung Cộng đã di chuyển theo hướng Nam Bắc qua eo biển Đài Loan và không có máy bay nào trên mặt bom. Lực lượng phòng vệ của Đài Loan triển khai tàu chiến để giám sát tình hình. Cơ quan phòng vệ hòn đảo xác nhận hoạt động của tàu Sơn Đông nhưng không cho biết chi tiết. Nhấn mạnh là Đài Loan đã có được một cái sự kiện củng cố rất là an toàn. Do đó, tất cả những cái sự kiện mà Trung Cộng hù dọa có thể có được những vấn đề nguy hiểm giữa đôi bờ đại dương. Và kính thưa quý vị, trong suốt cái thời gian vừa qua đó thì Trung Cộng đã tìm mọi cách để lợi dụng cái kẽ hở khi mà quốc tế đang quan sát về cái biến chuyển ở tại Ukraine, thì Trung Cộng đã có những hành động. Và mới đây nhất thì hành động của Trung Cộng cũng đã xâm nhập vào Phi Luật Tân và kể cả đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, dường như là sự kiện mà xâm nhập vào Philippines cũng như là Việt Nam nó quá thường xuyên, thành thử ra những cái bản tin đó khi chúng ta đọc thì chúng ta ít có chú ý. Nhưng thật sự thì đây là cái thời điểm mà Trung Cộng đã gia tăng tối đa về những cái hành động của họ để có thể chiếm cứ, để có thể hù dọa, và chắc chắn rằng đó là những cái thăm dò rất là nguy hiểm cho cái vấn đề vận mệnh tương lai chủ quyền của các quốc gia. Và như ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rằng họ một lần nữa đã đi sát bờ biển của Đài Loan, tức là 50 km ở trong thềm lục địa của Đài Loan.